Lâu lắm rồi mới tìm được một chai nước hoa ngon của nhà Bacoraban, đó chính là Ucharet Men. Đây. Trước đây thì nhắc tới Bacoraban thì chúng ta chắc là biết tới chai nước hoa có hình cái cúp ở đâu đó cái phần ở trên này này. Và mình cũng đã có một cái video review rồi. Nó thật là mình không ấn tượng lắm với những cái sản phẩm của nhà Bacoraban. Khi mà những cái sản phẩm của họ làm thì cứ bị kiểu nửa này nửa nọ, cứ là nó góp nhặt nhiều từ những cái thương hiệu khác. Nhưng mà khi mà thử qua Ucharet Men này thì thực sự là đây là một chai nước hoa ngon mà các bạn nên có ở trong tủ, đặc biệt là những bạn trẻ thích những cái mùi nó ngọt. Cụ thể nó là sao thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhá. Đầu tiên là tiền đâu. Thì chai nước hoa này nó có một cái giá rất là rẻ thôi, chắc là tầm 1 triệu trên 1 triệu xíu cho một chai như thế này, 100ml. Và cái thiết kế của nó trông rất là buồn cười ấy. Có nghĩa là bình thường chúng ta có những cái vòi ấn, nhưng mà ở đây với Ucharet Men của Bacoraban thì chúng ta sẽ được ấn theo cái kiểu nó giống như cái súng bắn đinh ý nhở, nhưng mà cầm khá là cái kiểu thiết kế này mình thấy khá là hay, đặc biệt là với một cái màu đỏ nữa. Nó thật là lúc đầu nhìn thì cũng không nghĩ là đây là một chai nước hoa đâu. Các bạn nào ấn tượng với cái thiết kế này thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhá. Mình vừa xịt mùi hương ở đây thì có một cái điều mà các bạn cân nhắc luôn ở đây, đó là em này có một cái vòi xịt nó khá là rộng ấy, nên là khi các bạn xịt ấy thì các bạn chỉ cần để xa này thôi, để khi mà xịt một cái nó có độ tỏa rộng như này. Cho bình thường những chai nước hoa khác nó chỉ được thế này thôi. Đây là một cái lưu ý là cái mùi hương này thì khi mà mình mặc lên người, mình hình dung cả một cái trải nghiệm, đó là mới cái top nốt nhá, khi mà vừa mới xịt ra thì mình giống như kiểu là mình đang cầm một cái quả cam đỏ, hay gọi là cái tên là kiểu cam máu ấy. Còn ở Việt Nam thì chắc là hơi ít, nhưng mà bạn nào ở nước ngoài thì sẽ biết cái quả cam đỏ này. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mình xịt thì giống như là các bạn để quả cam đấy lên thớt, xong rồi các bạn lấy con dao các bạn cắt bổ đôi quả cam ra. Và lúc này thì cái nét the, cái nét xanh từ cái phần vỏ và cái phần cùi của cam nó sẽ kiểu hơi một tí bắn lên mũi bạn. Và cái mùi mà bạn ngửi thấy đó là mùi the the xanh xanh từ vỏ rất là rõ rệt. Và mùi hương này thì mới đầu mình ngửi thì mình không nghĩ là đây là một chai nước hoa với cái tông mùi ngọt. Tại vì khi mà mới đầu mình xem nốt thì mình thấy rằng đây sẽ, mình đoán đây là một cái nốt hương ngọt. Nhưng mà với cái top nốt mới mở đầu, mình không nghĩ rằng đây sẽ là một cái mùi hương ngọt. Sau khoảng tầm 5 phút thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi hương này nó đưa các bạn đến một cái trải nghiệm, là khi mà các bạn cắt cái quả cam nó bổ đôi ra như này thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái tép cam nó rất là căng mọng ấy, sẽ bắt đầu nó chảy những cái nước rồi. Những cái nước cam hơi đỏ, hơi đặc sệt một tí, xong rồi nó sẽ ngấm, nó chảy qua cái cùi, xong rồi nó dính vào vỏ. Thì cái mùi ngọt đậm của cái quả cam đỏ này nó xuất hiện cực kỳ rõ rệt. Và cái nét ở đây đó là cái nét ngọt của cam hơi kiểu dính nhẹ một xíu, đặc đặc. Đó là những cái mà mình hình dung được sau khoảng tầm 15 phút khi mà xịt Ucharet Men của Bacoraban ra. Và cái nét ngọt của cam này nó tồn tại trên da mình tầm nửa tiếng thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái nét ngọt nữa. Thì nét ngọt đây nó có phần hơi đắng nhẹ. Mình có thể hình dung đến là một cái loại bánh sô-cô-la. Ở ngoài thì nó được làm kiểu cái lớp sô-cô-la khô giòn giòn. Ở trong thì nó có một cái lớp kiểu sữa ngọt ngọt. Nhưng mà nó không bị kiểu lỏng mà nó kiểu hơi đặc đặc rồi. Và ở đây thì mình nhìn thấy có những cái nốt hương, đó là cái nét của vani, cái nét của bánh và cái nét của patchouli. Thì mình nghĩ là khi mà cho patchouli vào cùng cái nét của bánh vào, nó sẽ tạo ra cái cảm giác kiểu sệt sệt rồi lấn cấn, nó như kiểu là những cái vụn bánh, cái vụn nó sô-cô-la mà mình vừa miêu tả ở ngoài ấy. Thì đây nó như kiểu là các bạn bẻ ra xong rồi nó rơi những cái vụn đấy ra, nó kết hợp cùng với mùi cam. Và phải nói rằng đây là một cái mùi hương rất ấn tượng và có một cái vai ngọt. Và có thêm một cái điều nữa, đó là khi mà mùi hương này dry down ở trên da ấy thì nó không bị đẩy đi quá là ngọt, mà nó có thiên hướng rất là quen với một chai nước hoa mà mình vừa mới review trong một thời gian vừa qua. Đó là chai America của nhà Pirelli. Nhưng mà chỉ đơn giản là ở đây chúng ta thay cái mùi của dứa bằng cái mùi của cam. Của dứa thì nó sẽ có cái phần nó làm cho cái mùi hương trở nên tròn trịa hơn. Cái mùi của cam nó sẽ làm cho cái mùi hương sáng hơn. Nhưng mà cái bay nhựa ở America, cái bay ngọt nhựa ở America và cái bay ngọt bánh của chai Ucharet Men này dry down về sau thì bạn sẽ thấy nó có một cái điểm nào đó chung mà các bạn sẽ, đôi khi nếu như các bạn xịt ở hai tay hai mùi thì các bạn sẽ, khi mà mình nghĩ là tầm 5 tiếng sau khi xịt thì các bạn sẽ nhầm lẫn
khó mà biết được là đâu là Ultra Red Man và đâu là Pirelli của America. Thế nên là ông nào mà thích cái mùi của America thì ông có thể mua thêm em này. Còn ngược lại, nếu như bạn đã có cái mùi của America rồi thì cũng không cần thiết phải mua em này nữa. Nếu như bạn vẫn thích một cái mùi nó có thiên hướng kiểu đầy đặn hơn thì em này lại không phải là một cái lựa chọn nếu như đã có America rồi. Vậy thì độ bám tỏa của mùi hương này như thế nào? Và cái thời điểm sử dụng ra sao? Nó có giống với Pirelli America không? Thì vì mùi hương này nó lưu ở trên da mình trung bình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Nó tốt hơn America của Pirelli. Và cái độ tỏa hương thì nó cũng tốt hơn hoàn toàn. Khi mà ở America thì mình ngửi mình có cảm giác nó kiểu dần dần nó thành skin scent ấy. Còn cái mùi hương này nó tỏa rất tốt. Và em này thì cũng có một bạn, hôm trước bạn ấy có bình luận trên YouTube cũng như TikTok của mình. Bạn bảo là em có nghe lời anh xem trên TikTok, không review kỹ lắm, nhưng mà em mua thì em rất là ấn tượng. Thậm chí là em còn thấy nó ngon hơn Ultra Male của nhà Jean-Paul Gaultier. Nên là bạn có thể thử em này nhá. Độ bám tỏa ổn, mùi thì trẻ trung hơn, không bị tối. Thậm chí rằng là ở Jean-Paul Gaultier Ultra Male thì mình ngửi thấy cái nét tiêu, quế cùng với mở đầu của lavender, nó còn thậm chí là nó khó ngửi. Nhưng mà mùi hương này kiểu ngửi sẽ ăn tiền ngay. Đặc biệt là nó sẽ rất là phù hợp với những bạn trẻ. Dù là người ngửi hay người dùng là những bạn trẻ thì mình nghĩ rằng là con Ultra Red Man này nó sẽ nịnh hơn. Và cái độ, vì cái độ tỏa của nó cũng không phải là tỏa quá là khủng khiếp, hay là cái độ lưu thì cũng không phải là nó mùi nó không dày, cũng như là nó lưu không quá là tốt. Thế là con này mình có lại có thiên hướng là có thể xài được vào những cái buổi tối mùa hè ở trong Sài Gòn đi hẹn hò, hay là ở buổi tối ở Hà Nội trời kiểu mát mát sau một cơn mưa chẳng hạn, thì em này đi rất là ổn. Thế là với cái phong cách thì mình nghĩ rằng là các bạn trẻ tầm 18-20 các bạn có thể xịt được mùi này. Cái cách ăn mặc thì mình nghĩ là nên trẻ trung một xíu, quần jean rồi áo phông basic, hoặc là các bạn có thể mặc những chiếc áo sơ mi kiểu như này, oversize. Các bạn mặc những cái quần ống rộng, đi những đôi sneaker chẳng hạn. Tóm lại là một cái hình ảnh trẻ trung có một tí ngọt ngào kiểu gây ấn tượng với những người khác, thì Ultra Red Man của Baco Rabanne làm tốt luôn. Và đây cũng là một chai nước hoa ở trên thế giới được rất là nhiều YouTuber nổi tiếng review. Mình cũng không hiểu là tại sao đến bây giờ mình biết đến chai nước hoa này. Và thực ra mình cũng có xem rồi, nhưng mà mình thấy ở Việt Nam kiểu chai nước hoa này nó rất là hiếm ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi thì rất là may Blanc đã kiểu em ơi làm đi, anh thấy ngon lắm. Thì con này là một clone của con Ultra Red của nhà Thierry Mugler đó, nên là bạn nào đã thích Ultra Red rồi thì bạn có thể mua em này thay thế rất là ổn. Ultra Red thì nó cũng có cái giá đắt hơn, thậm chí là nhiều khi còn khó mua. Em này thì bây giờ thấy hàng bắt đầu nhiều, thiết kế thì không được đẹp bằng đôi, nhưng mà mình thấy là cũng không đến nỗi, đúng không? Các bạn cảm nhận như nào, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và đó là cảm nhận của mình về Ultra Red Man của Baco Rabanne. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên việc ấn nút like, share cũng như là ấn nêm theo dõi kênh TikTok của mình để ủng hộ thêm cho mình, có lượt sub bên đấy cho nhiều, để nhiều người biết tới kênh của mình hơn. Và bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.